Số phận các công ty của Donald Trump ra sao khi ông làm tổng thống? Sau khi đã cử tổng thống Mỹ, ông Donald Trump phải quyết định mình cần làm gì đối với sự nghiệp kinh doanh đã giúp ông nổi tiếng bấy lâu nay. Ở tư cách doanh nhân, ông Trump hiện là chủ tịch của Trump Organization, một tập đoàn sở hữu khối tài sản khắp nơi trên thế giới, bao gồm các trung tâm thương mại, khách sạn và sân golf. Trump Organization là một công ty đầu tư bất động sản, nhưng nó cũng sở hữu một số thương hiệu ngoài ngành khác, bao gồm cả lĩnh vực sách ví dụ như The Ed of the Deal hay Trump Nature Spring Water. Trump từng nói rằng sau khi làm tổng thống, ông sẽ tách ra khỏi công ty và trao quyền kiểm soát lại cho thế hệ sau. Ba con lớn của ông là Donald Jr., Ivanka và Eric hiện đều đang giữ chức phó chủ tịch điều hành của Trump Organization. Trump tuyên bố tại một cuộc tranh luận trên Fox Business hồi tháng riêng năm nay rằng nếu tôi trở thành tổng thống, tôi sẽ không quan tâm gì đến công ty riêng của mình nữa, nó chỉ như hạt đậu thôi. Tôi muốn làm cho nước Mỹ giàu có trở lại, vĩ đại trở lại. Tôi có Ivanka, Eric và Don đang ngồi ở đây. Tôi sẽ không tham gia bởi vì tôi sẽ không quan tâm bất cứ điều gì ngoài đất nước của chúng ta. Không có dấu hiệu gì chứng tỏ Tổng thống mới đắc cử sẽ thay đổi các quyết định mà mình đã tuyên bố trước đó. Vào cuối tháng 10, nhà báo nội chính lão luyện George Stephanopoulos của ABC News đã hỏi Donald Jr. Ivanka và Eric sẽ gắn bó với sự nghiệp kinh doanh của gia đình ra sao nếu cha của họ trở thành tổng thống. Donald Jr. Ivanka cho biết đó là những gì chúng tôi làm. Chúng tôi là những người đang xây dựng sự nghiệp này. Ông Donald Trump không công bố các khoản kê khai thuế của mình trong suốt chiến dịch tranh cử nên khó để biết chính xác ông giàu có đến mức nào. Một nguồn tin cho hay Trump có ít nhất 1,5 tỷ đô la trong tài khoản của mình. Tuy nhiên, Ông luôn tuyên bố rằng khối tài sản do ông sở hữu hiện trị giá khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Theo NPA, hầu hết các đời tổng thống Mỹ đều giao các khoản đầu tư của mình cho một tổ chức nhận ủy thác độc lập để tránh xung đột lợi ích trong suốt thời gian tại vị. Tuy nhiên, nếu nhìn lại thời gian qua thì có thể nói ông Donald Trump khó rạch ròi giữa chuyện kinh doanh và làm chính trị được. Dù Trump nói ông cảm thấy hạnh phúc khi bước xuống vị trí điều hành tại Trump Organization để dấn thân vào chính trị, thì trong suốt chiến dịch tranh cử, ông luôn tận dụng mọi cơ hội để quảng bá cho thương hiệu của mình. Đơn cử như hồi tháng 10, Trump đã dành thời gian vận động tranh cử để đi dự lễ cắt băng khánh thành khách sạn quốc tế Trump tại thủ đô Washington, chỉ cách Nhà Trắng vài dãy nhà. Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của Trump đan xen với hoạt động kinh doanh không mang lại lợi ích lớn cho ông nếu xét về mặt kinh tế. Lượng khách đến hệ thống khách sạn, sòng bạc và sân gôn của ông đã giảm mạnh kể từ khi ông công bố tham gia tranh cử vào tháng 6 năm 2015, theo số liệu của Foursquare. Tuy nhiên, cũng có thể sẽ có thay đổi sau bầu cử. Cuộc khảo sát trong đêm bầu cử do Brankis thực hiện cho biết giá trị thương hiệu tập đoàn nhờ tên tuổi Trump đã tăng trở lại và thậm chí là vượt qua giai đoạn trước thời điểm tháng 6 năm ngoái. Business Insider bình luận, chạy đua tranh chức tổng thống có vẻ làm tổn thương các doanh nghiệp của Trump Tuy nhiên, khi trở thành Tổng thống, dường như các doanh nghiệp được hưởng lợi trở lại. Tân Tổng thống Donald Trump thành tỷ phú như thế nào? Ông Donald Trump, người vừa đắc cử Tổng thống Mỹ, luôn cho rằng mình có hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, Forbes cho rằng tài sản của ông chỉ đáng giá 3,7 tỷ đô la Mỹ. Dù vậy, sau khi nhậm chức vào tháng 1 năm sau, ông vẫn sẽ là một trong những Tổng thống giàu có nhất mọi thời đại sinh ra trong một gia đình giàu có, Donald Trump đã có nhiều thương vụ đầu tư bất động sản thành công trên thị trường Manhattan hồi thập niên 80 trước khi chuyển sang marketing bản thân. Ông mua các cuộc thi sắc đẹp, đội bóng đá, chương trình truyền hình và hãng thời trang. Và với mọi khoản đầu tư, ông đều lồng thương hiệu của mình vào, ngông cuồng, ẩm ý, mang tính giải trí. Các nhà quảng cáo thích điều này, Donald Trump đã gây dựng tài sản chỉ đơn giản bằng việc ông tên là Donald Trump. Cha của ông Frederick Chris Fred Trump, kiếm được khối tài sản lớn nhờ xây và bán nhà cho lính Mỹ cùng gia đình của họ trong đại chiến thế giới thứ nhất. Cũng từ công ty bất động sản của cha, Donald Trump đã dấn thân vào sự nghiệp kinh doanh. Năm 1971, ông tiếp quản quyền điều hành công ty cho thuê căn hộ của cha Elizabeth Trump Son. Sau đó, ông đổi tên thành The Trump Organization, Thời gian này, Trump chủ yếu kinh doanh bất động sản, đặc biệt là các tòa nhà căn hộ lớn ở khu vực sầm uất của New York. Năm 1980, Trump có dấu mốc quan trọng khi hợp tác với Holiday Inn. Hai bên đã xây một khu phức hợp khách sạn song bài trị giá 250 triệu đô la Mỹ ở Atlantic City. Cuối cùng, Trump đã mua lại đối tác và đổi tên công trình thành Trump Plaza Hotel and Casino. Tiếp đó, ông mua bất động sản thứ hai tại Atlantic City từ Hilton Hotels với giá 320 triệu đô la Mỹ. Sau khi chuỗi khách sạn này không có được giấy phép kinh doanh song bài, ông đổi tên nó thành Trump Castro. Khi mua một tòa nhà căn hộ và một khách sạn ở Manhattan, kế hoạch của Trump về một tòa tháp căn hộ lớn tại khu vực này đã bị chính sách kiểm soát cho thuê của thành phố ngăn cản. Năm 1985, Trump muốn xây một khu phức hợp 88 triệu đô la Mỹ ở Westside tại Manhattan có tên là Television City. Tuy nhiên, sự phản đối của người dân và quá trình lấy giấy phép dài răng dặc khiến Trump lại phải bỏ kế hoạch này. Năm 1990, khi cơn sốt bất động sản thập niên 80 dần hạ nhiệt, rất nhiều khoản đầu tư dựa vào tiền đi vay của Trump mất giá, khiến ngân sách công ty thêm gánh nặng. Đến đầu những năm 90, đà chiến thắng của Trump bị hãm lại. Kinh tế Mỹ chậm dần khiến nguồn thu của Trump giảm sút. Ông bắt đầu gặp khó trong việc trả lãi. Trump Organization và các công ty con nợ 9 tỷ đô la Mỹ. Nợ cá nhân của Trump là 975 triệu đô la Mỹ. Để tránh vỡ nợ, Trump gặp bốn chủ nợ lớn khi đó, Citibank, Bankers Trust, Chase Manhattan Bank và Manufacturers Hanover Trust. Các nhà băng đều lo ngại nếu tịch thu tài sản của Trump, họ sẽ mất số tiền khổng lồ. Cuối cùng, Trump thuyết phục được các ngân hàng cho vay thêm 65 triệu đô la Mỹ để nuôi công ty, đồng thời gia hạn nợ 5 năm. Trump cũng phải bán bớt tài sản như hãng hàng không, du thuyền, cổ phiếu để trả một phần nợ. Đầu thập niên 90, các công ty của ông liên tục gặp khó. Năm 1991 và 1992, hai trong số các casino của Trump ở Atlantic City nộp đơn phá sản ông đã phải nhượng lại nửa cổ phần trong Trump Taj Mahal cho các chủ nợ trái phiếu để đổi lấy gia hạn nợ với lãi suất thấp. Sau đó, ông cũng phải nhập ba casino tại Atlantic City làm một, lấy tên là Trump Entertainment Resorts. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ năm 1995. Năm đó, Trump thành lập Trump Hotels and Casino Resorts, đồng thời làm IPO cho công ty này thu về khoản lời 290 triệu đô la Mỹ từ số cổ phiếu đang nắm giữ. Bên cạnh đó, một trong những tài sản đầu tư ban đầu của ông, Ren Hayes, cũng rất thành công. Ông đã bán lại cổ phần này cho Hayes với giá 140 triệu đô la Mỹ. Năm 1995, ông còn cho biết đã chi 1 triệu đô la Mỹ mua tòa nhà Bank of Manhattan Trust. Ngày nay, tòa nhà này có tên là Trump Building, được Forbes định giá 530 triệu đô la Mỹ. Cha ông qua đời năm 1999 với tài sản ước tính là 250 đến 300 triệu đô la Mỹ, theo New York Times cho biết như vậy. Dù con số thừa kế chính xác chưa từng được công bố, New York Times cho rằng ông Fred Trump đã chia cho các con mỗi người 20 triệu đô la Mỹ sau thuế. Năm 2003, Donald và các anh chị em còn bán một phần bất động sản của cha để thu về khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Ngoài khoản thừa kế, Fred Trump còn giúp con trai rất nhiều trong sự nghiệp kinh doanh. Đó là các khoản cho vay, quyền tiếp cận các quỹ đầu tư và mạng lưới quan hệ cả kinh tế lẫn chính trị. Chương trình truyền hình thực tế có tên là The Apprentice lên sóng năm 2004 và ngay lập tức đưa danh tiếng của Trump tăng vọt. Mỗi mùa, hơn 10 thí sinh sẽ cạnh tranh giành một vị trí lãnh đạo trong một trong các công ty của Trump. Trong một thông báo công bố tại chiến dịch tranh cử, chương trình này cùng phiên bản mới ngôi sao tập sự đã giúp ông thu về 214 triệu đô la Mỹ. Rất nhiều bất động sản mang tên Trump không thực sự do ông sở hữu. Trump Organization nổi tiếng với hoạt động nhượng quyền. Theo đó, các hãng bất động sản sẽ trả phí để được dùng thương hiệu và logo của Trump cho tòa nhà của mình. Ông cho biết các thương vụ nhượng quyền của mình có giá hơn 3,3 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, Forbes cho rằng con số này chỉ là 253 triệu đô la Mỹ. Ngoài bất động sản, Trump còn nhượng quyền tên mình cho nhiều loại sản phẩm khác, từ thời trang, nước hoa cho đến nội thất. Chỉ riêng năm 2014, ông đã kiếm về 3,25 triệu đô la Mỹ từ các sản phẩm tiêu dùng ông còn kiếm tới hàng trăm nghìn đô la Mỹ mỗi lần phát biểu và tham gia các hội thảo. Dù nổi tiếng nhờ bất động sản và các chương trình truyền hình, tên tuổi của ông đã lên một tầm cao mới khi ra mắt cuốn sách đầu tiên năm 1987, The Art of the Deal, nghệ thuật đàm phán. Nó là cuốn sách bán chạy nhất 51 tuần liên tiếp và bán được hơn 1 triệu bản cho đến nay. Trong các tài liệu tranh cử, Trump cho biết tiền bản quyền cho cuốn sách này là 50.000 đến 100.000 đô la Mỹ vào năm 2015. Năm ngoái, ông cũng ra mắt cuốn Criblet America, How to Make America Great Again, Làm thế nào để nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Dù đế chế của Trump ngày nay trải dài trên nhiều lĩnh vực, bất động sản và các thương vụ mua bán vẫn là chủ chốt. Trump Organization sở hữu hàng trăm căn hộ và văn phòng với nguồn thu ổn định. Theo Fox, The Trump Hotel Collection và nhượng quyền bất động sản mang về 128 triệu đô la Mỹ năm 2014 cho ông. Donald Trump đã gây dựng một đế chế chủ yếu dựa vào cái tên của mình. Dựa vào những khoản vay lớn, ông đã xây nhiều khách sạn, chung cư và casino xa xỉ được coi là biểu tượng của sự xa hoa thập niên 90. Các công ty của Trump đã bốn lần đối mặt với phá sản, lần gần đây nhất là vào năm 2009. Dù vậy, các sản phẩm mang thương hiệu của Trump vẫn rất nổi tiếng và giúp ông giữ vị trí trong top 400 người giàu nhất nước Mỹ hàng chục năm nay.